Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi Bí Quyết Thành Công. Các bạn ơi, khi còn bé thì các bạn có từng được bố mẹ định hướng cho bạn sau này lớn lên sẽ làm công việc gì hay là nghề nghiệp gì không ạ? Và bạn có thích thú với những định hướng đó hay không? Nếu như là một đứa trẻ cá tính thì hẳn là bạn sẽ chẳng thích thú gì với việc tương lai của mình lại do người khác định hướng, sắp đặt, đúng không nào? Thế nhưng, riêng với lĩnh vực kinh doanh thì bạn biết đấy, có những quy tắc trong làm ăn kinh doanh, nếu như bạn hiểu và làm tốt được thì bạn cũng có thể hoàn toàn áp dụng chúng cho những ngành nghề khác ngoài lĩnh vực kinh doanh. Vì sao ư? Bởi vì bạn đã có sẵn nền tảng tư duy của một người thành công rồi mà. Vậy cho nên, giới doanh nhân thành đạt mới luôn tận dụng tối đa những bài học, kinh nghiệm trên thương trường kinh doanh để truyền thụ cho con cái của họ lối tư duy của người thành công để sớm thành tài. Vậy còn những ông bố, bà mẹ của Bí Quyết Thành Công, các bạn có muốn hình thành cho con cái mình tư duy của người thành công và sớm thành tài trong tương lai? Hãy dành ít phút theo dõi Bí Quyết Thành Công ngày hôm nay của chúng tôi nhé! 5 bí quyết giới nhà giàu dạy con về kinh doanh chắc chắn sẽ là những thông tin rất thú vị và bổ ích để bạn có thể truyền cảm hứng thành công cho thế hệ tương lai của mình đấy. Hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé! Các bạn thân mến, muốn thành công bạn cần phải biết sáng tạo, biết đồng cảm, biết giao tiếp khéo léo. Bạn cũng cần phải có kỹ năng giải quyết vấn đề và đặc biệt là sự tự tin đối diện với thách thức. Sau đây là những nền tảng quan trọng trong cách giáo dục con trẻ để thành công mà các phụ huynh cần nắm được. Nền tảng thứ nhất, phát triển tư duy kinh doanh. Cha mẹ nên sớm dạy con thấm nhuần những niềm tin, giá trị phù hợp với tinh thần kinh doanh như thất bại là mẹ thành công, cơ hội kiếm tiền bên ngoài rất nhiều. Tư duy kinh doanh sẽ cho con nhận thức về các cơ hội có thể tạo ra thứ gì đó có giá trị, kiếm tiền theo nhiều cách khác nhau. Thay vì xem xét lao động làm việc là việc khó khăn, phải chịu đựng, thì cha mẹ có thể cho con hiểu rằng làm công việc yêu thích vô cùng thú vị, sáng tạo và tạo nguồn thu. Nền tảng thứ hai, dạy con trẻ kỹ năng kinh doanh. Cho con cơ hội phát triển các kỹ năng như bán hàng, quảng cáo, tiếp thị, tạo sản phẩm, kế toán, chăm sóc khách hàng, thỏa thuận, đàm phán và lãnh đạo. Những kỹ năng cơ bản trong kinh doanh này không chỉ giúp con trở thành doanh nhân mà còn có thể thay đổi cuộc sống của bất cứ ai lựa chọn công việc gì. Thay vì tập trung hoàn toàn vào các kỹ năng học tập cần thiết để đạt điểm cao, cách dạy con phát triển các kỹ năng mềm thường liên quan đến sự năng động. Nền tảng thứ ba, cho con cơ hội trải nghiệm thực tế để khám phá tiềm năng lớn của tập thể. Học thông qua hành động, cha mẹ nên cho trẻ thử nghiệm, mày mò và mắc lỗi để qua đó con rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Thay vì che chở bao bọc con khỏi cạm bẫy cuộc sống, hãy cho chúng kỹ năng tự bảo vệ mình bằng cách trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc sống thực. Khuyến khích con làm sản phẩm kinh doanh qua nhiều phương thức từ truyền thống đến hiện đại như bán hàng cho hàng xóm hay bán hàng qua mạng, trò chuyện để hiểu ý tưởng về sản phẩm của con và hỗ trợ tiếp thị khi cần thiết. Cha mẹ thường đánh giá cao những thành tựu cá nhân của con nhỏ và nói những câu như con giỏi quá để khích lệ bé tự mình làm được việc gì đó. Tuy nhiên trong thế giới doanh nhân, như người ta thường nói, thủy triều dâng đẩy tất cả thuyền. Thực tế là chúng ta thì quan trọng và có sức mạnh hơn là từng cá nhân riêng lẻ. Tiềm năng của chúng ta không bị giới hạn bởi những gì chúng ta đạt được một mình. Thay vào đó, nó được xác định bằng cách chúng ta bổ sung, đóng góp và hưởng lợi từ nhau và từ những người xung quanh. Do vậy, thay vì chỉ ca ngợi và nhấn mạnh những thành tựu cá nhân, sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau nên được khuyến khích và bồi dưỡng sớm cho trẻ nhỏ. Những đứa trẻ của chúng ta có thể đạt được tiềm năng lớn nhất bằng cách giúp đỡ người khác và hòa đồng với tập thể. Bài học thứ tư mà các phụ huynh cần giáo dục cho con ngay từ khi còn nhỏ đó là dám dũng cảm. Doanh nhân là những người thường xuyên phải đối mặt và chấp nhận những rủi ro. Chấp nhận rủi ro không có nghĩa là chúng ta không sợ hãi, chỉ là chúng ta dám dũng cảm để đương đầu với thất bại. Hãy để cho những đứa trẻ của bạn biết rằng sợ hãi cũng không sao, nhưng hãy vượt qua nỗi sợ hãi và tiến lên phía trước, dù thế nào đi chăng nữa. Vượt qua vùng an toàn là cách để khám phá những giới hạn của bản thân và trưởng thành hơn. Đừng để những nỗi sợ rằng mình không đủ tốt, không đủ khả năng hay không thông minh cản trở chúng ta tiếp tục theo đuổi mục tiêu và ước mơ của mình. Nếu những suy nghĩ này ăn sâu vào tâm trí của trẻ em ngay từ khi còn nhỏ, thì chúng sẽ càng sớm hiểu rằng bản thân chúng có sức mạnh để vượt qua mọi nỗi sợ hãi. Và nền tảng thứ năm, kiên trì không bỏ cuộc. Một trong những lý do khiến các doanh nhân có thể liên tục thúc đẩy và phát triển bản thân lên một tầm cao mới là do họ là những người tự khởi nghiệp và có động lực lớn. Miễn là chúng ta không bỏ cuộc thì chúng ta sẽ không thực sự thua cuộc. Truyền tinh thần lạc quan này cho trẻ là một trong những món quà lớn nhất chúng ta có thể tặng cho con cái của mình. Điều này sẽ giúp những đứa trẻ của chúng ta suy nghĩ sáng tạo và tích cực hơn khi đối mặt với những thất bại, cũng như thay đổi cách chúng nhìn nhận và suy nghĩ về những thách thức trong cuộc sống. Bài học này sẽ theo chúng suốt đời
và thay đổi cuộc sống của chúng. Thay vì nói tôi không thể làm điều này hoặc điều này quá khó, hãy dạy trẻ một cách tiếp cận lạc quan bằng cách nói tôi có thể tìm ra điều này và vấn đề này có một giải pháp. Dạy trẻ kiên trì và mài giũa từ sớm sẽ giúp các bạn nhỏ nhận ra rằng không có gì trong cuộc sống thực sự phức tạp đến thế, chỉ cần cố gắng thì mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Cuối cùng, bức tranh lớn về cách dạy con trẻ khởi nghiệp không nhằm tới mục đích biến con bạn trở thành Steve Jobs hay Anita Roddick tiếp theo. Điều quan trọng nhất là con bạn có thể hình thành cảm giác kiểm soát trong thế giới này. Chúng cảm thấy có sức mạnh để đặt ra những mục tiêu phù hợp cho bản thân và theo đuổi mục tiêu đã chọn. Các bạn thân mến, bố mẹ nào cũng đều mong muốn mang đến cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất. Thế cho nên, tới chính những gì mà họ đã từng trải nghiệm, chịu đựng và cả những tận hưởng đã cho họ những bài học kinh nghiệm đắt giá để có thể truyền dạy lại cho thế hệ tương lai của mình. Đối với các doanh nhân thành đạt, nhìn vào gia thế khủng, cùng khối tài sản kếch xù, hẳn là chúng ta sẽ nghĩ rằng các cậu ấm, cô chiêu nhà tỷ phú chẳng cần phải làm gì vẫn có thể sống sung túc, vương giả cả đời, phải không ạ? Thế nhưng các bạn ơi, hãy thử tìm hiểu kỹ xem những vị tỷ phú giàu có bậc nhất ấy, họ đã giáo dục con cái họ như thế nào nhé. Nhiều ông bố, bà mẹ tỷ phú thậm chí còn tự đẩy con mình ra khỏi xã hội để tự mưu sinh, tự cảm nhận cuộc sống và để biết đồng tiền có giá trị như thế nào. Bạn không tin điều này ư? Chúng tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay. Chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn khán giả một vài câu chuyện có thật của những vị tỷ phú trên thế giới trong việc giáo dục con cái. 1. Jack Ma, tỷ phú với khối tài sản 39,6 tỷ đô la Mỹ theo Forbes tháng 11 năm 2017, được nhiều người ngưỡng mộ vì câu chuyện khởi nghiệp thành công bất chấp mọi thử thách và thất bại. Tuy nhiên, một khía cạnh rất đặc biệt của vị tỷ phú này là quan điểm về giáo dục của ông. Trong một bài phát biểu trước đám đông, Jack Ma từng đề cập đến chủ đề những điều tôi dạy con trai tôi về giáo dục. Theo trang Tech in Asia, Ma nói, con không cần nằm trong top 3 của lớp, top giữa cũng được, miễn sao điểm của con không quá thấp. Chỉ có những học sinh ở tầm trung mới có thời gian rảnh để học các kỹ năng khác. Theo ông, việc đứng đầu lớp không quan trọng bằng việc dành thời gian bên ngoài để học những kỹ năng khác. Trong khi Trung Quốc có nền giáo dục coi trọng điểm số, Jack Ma dạy con rằng, làm bài tập vẫn là điều cần thiết, nhưng đừng để điều đó quyết định số phận của con. Hãy học những kỹ năng mới, theo đuổi niềm đam mê trong thời gian rảnh. Trong sinh nhật lần thứ 18 của con trai, Jack Ma cho biết ông đã viết 3 lời khuyên gửi tặng con, theo trang Jack Ma Alibaba. Thứ nhất, luôn nghĩ cho bản thân và nhận định vấn đề một cách độc lập. Thứ hai, luôn lạc quan, sẽ có nhiều vấn đề nhưng luôn có nhiều cách giải quyết. Thứ ba, nói sự thật, đặc biệt là với cha của con, vị tỷ phú khuyên con trai. Nhà sáng lập Alibaba cũng gửi lời nhắn đặc biệt với những người trẻ ở độ tuổi 25. Hãy phạm lỗi vừa đủ, đừng lo lắng, ngã rồi bạn sẽ đứng lên. Hãy tận hưởng điều đó, bạn mới 25 tuổi, hãy tận hưởng quá trình này. Hãy tự hào về sự lựa chọn của mình chứ không phải vì tài năng. Tỷ phú Jeff Bezos luôn dạy con rằng, hãy tự hào về sự lựa chọn của mình chứ không phải vì tài năng. Ông khuyên các con của mình và tất cả mọi người bắt đầu sự nghiệp bằng cách theo đuổi đam mê, vì nó sẽ giúp người ta dễ dàng thành công hơn. Khi đó bạn sẽ dễ thuyết phục bản thân làm việc chăm chỉ hơn, bạn sẽ làm việc với những người có suy nghĩ tương tự và sẽ truyền năng lượng cho cả căn phòng. Nếu bạn làm điều mình yêu, một ngày sẽ trôi qua rất vui vẻ, ông nói. Jeff Bezos cho rằng, một người có thể hạnh phúc vì đẹp trai hay giỏi toán, nhưng không nên cảm thấy giá trị của bản thân tăng lên nhờ những điều bẩm sinh đó. Ông cho rằng điều đáng tự hào là nỗ lực chứ không phải tài năng. Đó là một lựa chọn. Khi bạn làm tốt, nó sẽ dẫn đến thành công, Bezos chia sẻ. Khi sở hữu tài năng, sau đó làm việc chăm chỉ, bạn sẽ tận dụng tối đa những tài năng đó. Ông chủ Amazon cho rằng nếu bạn thay đổi đam mê thì cũng chẳng sao cả. Ông thừa nhận mình từng nhầm lẫn về đam mê đầu tiên. Tôi đã nghĩ rằng mình muốn trở thành một nhà vật lý. Nhưng đến nửa đường tôi nhận ra mình không đủ thông minh để trở thành nhà vật lý, Bezos chia sẻ. Chính những thay đổi đó dẫn ông đến gần hơn với đam mê thực sự của mình. Bạn phải tìm ra thứ mình yêu thích, điều này sẽ mang lại cho bạn niềm vui rất lớn. Nhà Bezos cũng như các tỷ phú khác chọn tiếng Trung là môn học cần thiết cho con, giúp thế hệ sau chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn cạnh tranh kế tiếp. Việc cho con học tiếng Trung đang là xu hướng trong giới nhà giàu Mỹ. Về phần phương pháp học toán kiểu Singapore, người giàu nhất thế giới chọn nó sau khi kiểu học này chứng minh hiệu quả với việc Singapore dẫn đầu thế giới về kết quả đánh giá học sinh do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD thực hiện. 2. Dravia Holakia, con trai duy nhất của ông chủ công ty kinh doanh và xuất khẩu kim cương lớn nhất Ấn Độ. Hare Krishna Diamond đã tới thành phố Kochi, bang Kerala theo yêu cầu của người cha. Đây là nơi không ai biết tới.
Dravia Holakia phải tự xin việc kiếm sống trong vòng 1 tháng. Anh lên đường với 3 bộ quần áo và 7.000 ruby, 1.000 đô la Mỹ. Số tiền này chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp. Ba điều kiện của tỷ phú đưa ra với con trai là phải làm việc và kiếm tiền, không được làm một nơi quá 1 tuần, không được giới thiệu mình là con của tỷ phú và không được sử dụng điện thoại di động. Trong 5 ngày tiếp theo, Dravia Holakia không thể xin được việc làm. Anh cảm thấy thất vọng vì xin việc ở 60 chỗ nhưng đều bị từ chối. Nhờ đó anh hiểu được cảm giác bị từ chối và giá trị công việc. Sau đó anh được nhận làm trong một tiệm bánh, rồi tới nhân viên trực điện thoại và cửa hàng bán giày, thậm chí là bồi bàn ở cửa hàng bán thức ăn nhanh. Trong 1 tháng, anh chỉ kiếm được 60 đô la Mỹ. Khoảng thời gian đó dù ngắn nhưng cho anh rất nhiều bài học. Tôi phải tìm mọi cách làm việc để có tiền ăn mỗi bữa, chỉ 0,6 đô la Mỹ. Tôi cần phải kiếm thêm 4 đô la Mỹ mỗi ngày để trả tiền nhà trọ, Dravia Holakia kể. Còn với vị tỷ phú thì thử thách này giúp cho con mình có nhiều trải nghiệm cuộc sống. Tôi muốn con trai nếm trải cuộc sống và biết được người nghèo vất vả như thế nào để xin việc và kiếm tiền. Không một trường đại học nào có thể dạy bạn những kỹ năng cuộc sống này, ông cho hay. 3. Cô con gái của tỷ phú Jim Koch làm công việc múc kem với mức lương 7 đô la Mỹ một giờ. Một cô gái hỏi con bé, ôi trời ơi, mình đọc trên báo thấy bố bạn là một tỷ phú, tại sao bạn phải làm việc này? Con bé nhìn vào cô gái kia và trả lời, vì mình cần tiền, tỷ phú này kể. Hay như cô con gái của triệu phú tự thân Barbara Corcoran cũng phải làm việc 2 giờ mỗi tuần tại một spa dành cho chó. Công việc của cô bé là làm sạch cũi và dắt chó đi dạo. Cho những đứa trẻ sớm làm quen với việc tự lập, quan trọng hơn việc chỉ ngồi học trên ghế nhà trường, Barbara chia sẻ. Theo Barbara, khi con cái bạn đủ lớn, hãy khuyến khích chúng làm việc bởi những đứa trẻ sớm biết cách kiếm tiền bằng năng lực của mình thường có khả năng thành công cao hơn. Trong một nền kinh tế tự do đang phát triển thì việc trở thành một doanh nhân là điều không hề khó nếu như chúng ta được bồi dưỡng các phẩm chất doanh nhân ngay từ khi còn bé. Để truyền cảm hứng kinh doanh cho trẻ, các bậc phụ huynh cần dạy trẻ cách giải quyết vấn đề hiệu quả, có thái độ tích cực với thất bại và thoải mái với những rủi ro. Việc uốn nắn hành vi của trẻ, rèn luyện kỹ năng cảm xúc sẽ có tác động lớn đến kết quả trẻ có thể trở thành một doanh nhân hay không. Hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi đã phần nào chia sẻ tới các bậc phụ huynh những việc nên làm và không nên làm để định hướng cho con cái như thế nào để trẻ có thể sớm thành công trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.